quý vị, ngày nay xã hội càng hiện đại thì tỷ lệ người mắc các bệnh hiểm nghèo lại càng cao. Trong đó, bệnh ung thư được xếp vào nhóm bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ mắc ngày càng gia tăng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ngoài các yếu tố về di truyền, tác động từ môi trường sống là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh ung thư. Trong đó có nhiều yếu tố nguy cơ xuất phát từ những hoạt động tưởng như là vô hại hàng ngày của mỗi người, mỗi gia đình. Trong số đó có thể kể đến hoạt động nấu nướng hàng ngày của con người. Bởi theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, nhiều loại khí sinh ra trong quá trình nấu nướng hàng ngày cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ăn uống là hoạt động thiết yếu của con người. Chính vì vậy, hoạt động nấu nướng là không thể thiếu ở bất cứ đâu, từ hàng quán cho tới những căn bếp trong gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, hoạt động tưởng như vô hại này cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Lâu nay, nhiều người thường hình dung khói bếp chính là những làn khói nhìn thấy được, phát ra từ quá trình đốt cháy nhiên vật liệu như than, củi, dầu hỏa, ga để tạo ra lửa. Tất cả nguồn chất đốt này khi cháy đều sản sinh khí độc hại như CO2, chất benzopyrene, một chất gây ung thư mạnh. Riêng khí than gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất do nó sinh ra NO2, SO2 và bụi khói. Nếu như khí ga khi cháy sinh ra NO2 cao gấp 5 đến 6 lần so với bên ngoài, có hại cho đường thở, thì khói dầu hỏa chứa nhiều chất độc hại gây kích thích đường hô hấp, kích thích kết mạc mắt, kích thích niêm mạc mũi, tác động đến đường tiêu hóa và hệ thần kinh như mệt mỏi và chán ăn. Ngoài ra, khói dầu hỏa còn là nguyên nhân gây ung thư như ung thư phổi ở phụ nữ. Khi mà chúng ta nấu ăn thì chúng ta sẽ dùng một số các chất để chúng ta đốt. Có thể là than, có thể là những chất đốt gọi là sinh khối như là củi, như là rơm hay một số nơi dùng phân gia súc hoặc là chúng ta dùng dầu. Thì những chất đốt đó, nếu mà chúng ta dùng những cái bếp nó không đạt được một cái hiệu suất tốt thì nó sẽ tạo ra nhiều khói. Và cái khói đó, những cái người phụ nữ nấu ăn tiếp xúc thường xuyên với những khói đó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và có thể gây ra rất là nhiều bệnh khác nhau. Ví dụ như là có thể làm cho cái phổi mình nó dễ bị bệnh, nó gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nó giống như người đàn ông hút thuốc lá bị bệnh như vậy. Đối với trẻ em thì người ta thấy rằng tới 50% những đứa trẻ mà sống trong cái môi trường mà nấu ăn mà có nhiều khói như thế thì rất là dễ bị viêm phổi. Và 50% những đứa trẻ bị viêm phổi đó họ quy cho cái tác nhân là do khói đó mà nó chịu trách nhiệm đó. Rồi một số bệnh khác liên quan tới mạch máu, ví dụ như là tai biến, như là đột quỵ, như là thiếu máu cơ tim, do cái những cái chất trong cái khói đó nó đi vào trong cơ thể, nó xâm nhập vào mạch máu, hoặc là những cái hạt, rất là nhỏ. Ví dụ như người ta thấy rằng nếu mà chúng ta nấu ăn trong cái môi trường mịt mù khói thì những cái hạt có kích thước dưới 2,5 micromet, vừa rồi chúng ta nghe nói ô nhiễm không khí rồi đó, PM2.5, thì ở trong nhà chúng ta cũng có cái PM2.5 đó do cái chất đốt sinh khối mà nó ra. Và những cái hạt bụi có kích thước nhỏ như thế nó chui vào trong phổi khi chúng ta hít vào và nó gây ra không những chỉ bệnh phổi mà còn nó đi xuyên qua cái mạch máu trong phổi, nó đi tới những cơ quan khác gây ra thiếu máu cơ tim, đột quỵ, vân vân. Hiện nay, việc sử dụng các loại nhiên vật liệu như than, củi, dầu để nấu nướng đã dần được thay thế bằng bếp ga, bếp điện. Lượng khí độc phát sinh từ khói bếp cũng giảm đi. Tuy nhiên, ngoài các loại khói này, khói phát sinh trong quá trình nấu nướng thức ăn hay dầu ăn ở nhiệt độ cao cũng sinh ra nhiều chất độc hại. Cụ thể, khi nấu ăn ở nhiệt độ khoảng 60 độ C, dầu ăn sẽ bắt đầu quá trình oxy hóa. Trên 100 độ C, các axit béo bắt đầu phân hủy thành nhiều hợp chất có hại. Glycerin sẽ tổng hợp thành acrolein, chính là khói dầu có vị cay nồng. Độc tính của dầu ăn sẽ trở nên mạnh hơn ở mức trên 200 độ C, đến mức dầu bốc lửa. Tương tự, khói bốc lên từ dầu mỡ bị đốt cháy qua các món nướng cũng vô cùng độc hại. Người hít phải khói này chắc chắn sẽ rất hại sức khỏe. Điều đáng nói, nhiều loại khí, khói bếp không phải lúc nào cũng có màu, có mùi, khiến nhiều người lầm tưởng là an toàn. Tuy nhiên, chúng vẫn âm thầm từng ngày tấn công, gây hại cho sức khỏe như một sát thủ vô hình. Khói mà nó tạo ra từ cái thức ăn, thì cái khói đó đôi khi nhiều người nghĩ rằng cái khói đó là cái mùi chúng ta hít vào nó thơm, như vậy nó an toàn. Thì thực ra có một số an toàn, có một số nguy hiểm. Như là chúng ta đun thức ăn, ví dụ như dầu mà chúng ta đun ở nhiệt độ rất là cao, nó thì nó sẽ bay hơi ra một số cái chất có thể gọi là ảnh hưởng nguy hiểm tới cái sức khỏe của cái người hít vào.
trong đó có những chất gọi là sinh ung có thể gây ra ung thư. Ở Trung Quốc người ta thấy rằng cái phụ nữ Trung Quốc đó, họ ít khi hút thuốc lá giống như phụ nữ Việt Nam mình, nhưng mà tỷ lệ ung thư phổi cũng tương đối cao. Ở những một số nước khác có người Hoa sinh sống như là Singapore chẳng hạn hay Thái Lan cũng chẳng hạn, người ta nghiên cứu ở những người phụ nữ người Hoa, người ta nấu ăn theo cái cách của người Hoa là chiên xào dữ lắm, mà chiên mà lửa phật lên rất là cao, nhiệt độ rất là cao, thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ ung thư phổi nó cũng cao hơn là những nhóm nhân khác. Thì người từ đó người ta nghiên cứu thêm, người ta thấy rằng những cái chất bay hơi từ cái dầu ăn mà được nấu quá nóng hoặc là cái thức ăn mà chúng ta chiên ở trong đó, nó cũng có một số cái acetamin nó bị biến đổi, nó tạo thành những chất sinh ung. Thì như vậy đó là những cái chất mà đôi khi chúng ta không nhìn thấy khói nhưng mà nó bay hơi trong quá trình nung nóng với nhiệt độ rất là cao, thì cũng có thể ảnh hưởng lên nhiều cái vấn đề sức khỏe, trong đó có việc gây ra ung thư phổi. Hiện nay hầu như các gia đình đều xây dựng gian bếp khép kín trong nhà, vì vậy khi nấu nướng, khói thức ăn lan tỏa trong nhà không thoát được hết ra ngoài, tiềm ẩn nhiều nguy hại cho người trực tiếp nấu lẫn những người trong gia đình. Vì vậy, để phòng ngừa các tác hại trên do khói, khí độc nhà bếp, cần làm vệ sinh môi trường trong nhà bếp như mở cửa sổ thường xuyên hay mỗi lần nấu nướng phải thông gió kỹ bằng quạt hút gió hay bật máy lọc khói bếp. Mỗi lần nấu nướng phải giữ đúng độ lửa, không nên để cháy quá lớn. Xây nhà bếp cách xa phòng ngủ, ngoài ra có thể đặt chậu cây cảnh hoặc là chậu hoa trong bếp vì chúng có thể hấp thụ một số khí độc. Mặc dù cho đến nay tại Việt Nam chưa có trường hợp mắc ung thư nào được xác định nguyên nhân là do khói từ nhà bếp, nhưng vẫn không loại trừ khói bếp chính là một trong những thủ phạm. Bên cạnh các tác nhân khác như là khói thuốc lá hay ô nhiễm môi trường, các loại khói, khí sinh ra từ nhà bếp cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ cho sức khỏe con người. Và trong bối cảnh con người phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ gây bệnh, thì hạn chế hay bớt đi một nguy cơ gây bệnh nào cũng hết sức cần thiết. Hy vọng là qua những thông tin mà chương trình vừa cung cấp, quý vị khán giả sẽ trang bị thêm cho mình những thông tin bổ ích nhằm phòng ngừa nguy cơ gây bệnh ngay từ đầu trong chính gia đình của mình. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Nóng 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0707 080 119. Chuyện Nóng 24 giờ sẽ luôn đồng hành cùng quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai phát sóng trên truyền hình cáp SCTV, kênh SCTV4. SCTV, sống động từng giây.